Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí nội thất Gia Huy. Hôm nay bên mình sẽ trực tiếp cho các bạn xem công trình bên mình đang xử lý và thi công. Bức tường ở đây đã bị hỏng rất nhiều rồi, tường bị ẩm mốc và tróc sơn. Bên mình sẽ xử lý và trang trí bằng xốp dán tường 3D vân gạch. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Đây là ngôi nhà, đây là bác chủ nhà đây. Ngôi nhà đã xây dựng cách đây gần 30 năm rồi, mà rất là lâu và cũ rồi. Hôm nay bên mình sẽ xử lý lại, trang trí cho chủ nhà để đón Tết ạ. Chủ nhà trang trí toàn bộ ngôi nhà bằng xốp vân gạch màu trắng. Bên mình xử lý bằng keo, sau đó sẽ dán trực tiếp lên tấm xốp. Hiện tại thì cũng nhân dịp năm mới, bên mình đang có chương trình khuyến mại miễn phí thi công và lắp đặt cho tất cả các khách hàng thuộc khu vực Hà Nội. Các khách hàng ngoại thành Hà Nội thì bên mình miễn phí vận chuyển. Các bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ bên mình để được tư vấn thiết kế cũng như thi công. Hoặc là để lại số điện thoại ở phía dưới, bên mình sẽ gọi điện lại tư vấn cho tất cả các bạn. Ở bên dưới mình có để lại link trang web của bên mình, fanpage Facebook, Zalo và cả số điện thoại. Thì tất cả các bạn có nhu cầu có thể inbox hoặc là vào các cái địa chỉ link bên mình gửi ở bên dưới. Thì các bạn có thể trao đổi và bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây, quá trình xử lý thi công của căn nhà cũng sắp sửa hoàn thiện rồi. Các bạn xem xong video thì nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình nhé, để bên mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn nhiều công trình, nhiều mẫu mới và chương trình khuyến mại mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn.